Tin Guatemala Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của núi lửa tại Guatemala Trong một bức điện thư được gửi đến cho Đức Khâm Sứ Tòa Thánh ở Guatemala Đức Thánh Cha Francisco đoan hứa những tâm tình cầu nguyện của Ngài cho những nạn nhân bị tử vong, bị thương hay phải di tản vì sự phun trào của một ngọn núi lửa. Nhà chức trách Guatemala đã xác nhận số người tử vong trong vụ núi lửa phun là 69 người, nhưng cho biết mới chỉ có 17 người được xác định. Hơn 3.000 người bị buộc phải di rời khỏi nhà ở khu vực phía tây nam thủ đô Guatemala, nơi tổ chức Caritas địa phương đã lập ba trại để tiếp nhận và tổ chức những dịch vụ y tế vào ngày 10 tháng 6. Trong đó, y tế, quần áo và thức ăn đã được tập trung để phân phối. Vị thư ký điều hành Caritas watermelon cho hay họ đã không thể tiếp cận được với một số khu vực đông dân nhất của khu vực bị ảnh hưởng và ông lo ngại rằng bi kịch của vụ này còn có thể thảm khốc hơn nữa. Ông nói 1 triệu 700.000 người bị ảnh hưởng và con số này còn có thể tăng lên. Có những thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường xá, cầu cống, làm cho việc liên lạc lại càng thêm khó khăn.